Kính chào quý khán thính giả đến với kênh Nam Dương TV. Kính thưa quý khán thính giả, thầy Thích Nhất Hạnh là một trong số ít người được rất là nhiều người kính trọng, nhưng mà đồng thời thì cũng có nhiều người chỉ trích ông. Và để hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh vì sao mà ông được rất là nhiều người kính trọng, nhưng mà bên cạnh đó thì ông cũng nhận rất là nhiều chỉ trích, thì mời quý khán thính giả cùng theo dõi bài viết của giáo sư Nguyễn Tuấn sẽ khắc họa đầy đủ để chúng ta có thể hiểu hơn vì sao thì thiền sư Thích Nhất Hạnh khi mà viên tịch thì có rất là nhiều người kính trọng ông, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có không ít những cái lời chỉ trích về ông. Nam Dương TV xin được thông tin đến quý khán thính giả sau đây. Thông tin từ Làng Mai cho biết, thiền sư Thích Nhất Hạnh mới qua đời lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam. Ông thọ 95 tuổi. Việt Nam đã mất một người con ưu tú và Phật giáo thế giới đã mất một trong những danh nhân ưu tú nhất. Ông hơn là một thiền sư mà còn là giảng sư, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động vì hòa bình thế giới. Ông được xem là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông là tác giả của hơn 100 cuốn sách xuất bản từ trước năm 1975 cho đến nay, và vào hiệu sách nào ở phương Tây đều có hai cuốn sách dành cho ông và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một số cuốn sách nổi tiếng mà tôi còn giữ như Đường Xưa Mây Trắng, Phật Trong Ta, Chúa Trong Ta, vân vân. Thích Nhất Hạnh tên thật là Nguyễn Xuân Bảo, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926 ở Thừa Thiên, Huế. Thời niên thiếu, ông đã được tiếp xúc với sách vở và tư liệu Phật giáo, nên năm 16 tuổi, ông quyết định xuất gia tại chùa Từ Hiếu, Huế và được Hòa Thượng Thanh Quý Châu Thật đặt pháp danh là Trừng Quang và pháp hiệu là Nhất Hạnh. Qua nhiều năm học tập tu hành, ông chánh thức trở thành nhà sư năm 23 tuổi, ông theo phái tu Đại Thừa. Thiền sư Nhất Hạnh là một thành viên quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước năm 1975 ở miền Nam, không phải là giáo hội ngày nay mà người ta hay đùa là giáo hội quốc danh. Tuy nhiên, Phật giáo thời đó có hai trường phái không thuận nhau. Trường phái Ấn Quang do Thích Trí Quang và Thích Nhất Hạnh lãnh đạo và trường phái Việt Nam Quốc Tự do Hòa Thượng Thích Tâm Châu lãnh đạo. Theo đánh giá của chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa, phái Ấn Quang thiên về cánh tả và ủng hộ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, còn phái Việt Nam Quốc Tự thì ôn hòa. Thiền sư Nhất Hạnh là một trong những thành viên sáng lập Viện Đại học Vạn Hạnh vào năm 1964. Hai sáng lập viên khác là học giả Hồ Hữu Tường và Đoàn Viết Hoạt, cả hai đều đi tù sau năm 1975. Vạn Hạnh là một viện đại học tư thuộc Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam và dưới sự điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ban giảng huấn Viện Đại học Vạn Hạnh bao gồm nhiều học giả nổi tiếng như Thích Tuệ Sĩ, Thích Trí Siêu, tức thầy Lê Mạnh Thác, và Thích Nữ Trí Hải. Tuy nhiên, sau năm 1975, thì Viện Đại học Vạn Hạnh bị nhà cầm quyền mới giải thể và cả hai thầy Tuệ Sĩ và Trí Siêu bị kêu án tử hình. Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh có thể nói là khá sóng gió. Ông là người đề xướng trường phái Phật giáo dấn thân, Egadic Bulif. Ông từng tuyên bố khi bom dội lên đầu chúng sanh, bạn không thể ngồi trong thiền viện. Thiền là nhận thức về những gì đang xảy ra, không chỉ bên trong mà còn xung quanh cơ thể và cảm xúc của bạn. Do đó, theo ông, theo người Phật không chỉ tu thân mà còn phải hành động vì một mục tiêu hay một chủ trương. Dấn thân do đó bao gồm những việc làm như nhận trẻ mồ côi để nuôi, làm thiện nguyện, thậm chí nhập ngũ, hay nói chung là nhập thể. Nhập thể là đi tu, không phải chỉ giới hạn trong chùa, trong thiền am, mà phải ra ngoài xã hội là tác động. Cả đời của ông có thể nói là hành động theo trường phái dấn thân đó. Ngay từ thập niên 1960, ông đã lập trường thanh niên phụng sự xã hội ở Sài Gòn, quy tụ hơn 10.000 thanh niên và sinh viên. Thanh niên phụng sự thực chất là một tổ chức xã hội dân sự nhằm cứu trợ trẻ mồ côi trong chiến tranh. Ông cho biết triết lý đằng sau của thanh niên phụng sự là Phật giáo phải gắn liền với cuộc sống thường nhật, với nỗi đau của bạn và những người xung quanh. Bạn phải học cách giúp đỡ một đứa trẻ bị thương trong lúc duy trì hơi thở chánh niệm. Bạn phải giữ cho bản thân khỏi lạc lối trong hành động. Hành động phải đi cùng thiền. Một trong những dấn thân của ông gây ra nhiều tranh cãi là chống chiến tranh. Ngay từ giữa thập niên 1960, ông đã kêu gọi
đã tới lúc hai miền Nam Bắc của Việt Nam họp lại để tìm ra một giải pháp để chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, để mọi người Việt Nam đều được sống trong hòa bình và lòng tôn trọng lẫn nhau. Nhưng dĩ nhiên, lời kêu gọi của ông chỉ được một bên nghe, còn bên kia thì xem ông là phản động. Thiền sư Nhất Hạnh là bạn của Martin Luther King và từng kêu gọi ông chống chiến tranh Việt Nam, tìm biện pháp hòa bình và tự do. Ông từng được đề cử giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 1967. Trong thập niên 1960, ông đi thuyết trình hòa bình ở nhiều nơi ngoài Việt Nam, kể cả Đại học Columbia, nơi ông tốt nghiệp thạc sĩ. Ông kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Những hành động dấn thân của ông không được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mặn mà. Do đó, từ sau hòa đàm Paris 1973, ông không được quay về Việt Nam. Không về được Việt Nam, ông sáng lập cộng đồng Phật giáo With Potato, Khoai Lang, gần Paris vào năm 1975. Năm 1982, thì cộng đồng dời về vùng Dordogne thuộc Tây Nam nước Pháp và xây dựng nên tu viện Làng Mai, Đạo Tràng Mai Thôn cho đến ngày nay. Ở đây, tức là Làng Mai, ông tổ chức nhiều workshop tu hành cho các nhà lãnh đạo chánh trị, doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức phương Tây và trở nên một địa chỉ nổi tiếng trên thế giới. Ông có rất nhiều đệ tử từ Làng Mai. Sau nhiều lần thương thảo, mãi đến năm 2005, ông mới được nhà cầm quyền cho về Việt Nam. Trong chuyến đi đó, có hàng trăm tăng ni người Việt và người nước ngoài tháp tùng. Sau đó, ông còn có dịp về Việt Nam để tổ chức các khóa tu, giảng dạy và diễn giả trong Đại lễ Phật Sáp Liên Hiệp Quốc năm 2008. Năm 2014, Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị đột quỵ và phải điều trị ở Làng Mai, Thái Lan. Dù vậy, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động Phật giáo. Năm 2018, Thiền sư Nhất Hạnh về lại Việt Nam và ở chùa Từ Hiếu, nơi ông là một lãnh đạo tinh thần với ước nguyện lá rụng về cội. Ông viên tịch tại chùa Từ Hiếu 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã tạ thế, nhưng những di sản tinh thần của ông thì sẽ còn ở lại với đời rất lâu. Mỗi chúng ta có thể không có cùng quan điểm với ông về cuộc chiến vừa qua, nhưng tôi nghĩ ai cũng đồng ý rằng ông là một người Việt Nam xuất sắc và đã để lại dấu ấn Việt Nam rất sâu đậm trên trường quốc tế. Xin nhắc lại rằng, ông là nhân vật Phật giáo có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông để lại cho đời rất nhiều câu nói mang tính wisdom, chẳng hạn như là khi một người nào đó làm cho bạn đau khổ, bạn nên hiểu rằng chính người đó bị khổ đau lắm trong người và nỗi khổ đó lan tràn sang người khác. Không nên phạt người đó, nên giúp người đó. Hay là câu Our of life has to be our message, có nghĩa là cuộc đời của chúng ta phải là một thông điệp của chúng ta. Nhiều ý tưởng của ông sẽ còn khai thác trong tương lai. Riêng cá nhân tôi, nhắc đến ông là tôi nghĩ ngay đến bài Bông Hồng Cài Áo. Đó là một đoạn văn viết về mẹ rất hay và sau này được phổ thành một ca khúc rất nổi tiếng. Tôi chưa bao giờ tu tập với ông, nhưng lúc nào cũng xem ông như là một người thầy. Chữ thầy viết hoa. Những câu nói của ông là kim chỉ nam cho cuộc sống mà tôi lựa chọn. Cầu mong hương hồn thầy Thích Nhất Hạnh siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Đây là bài viết của giáo sư Nguyễn Tuấn. Và sau đây thì Nam Dương TV xin đọc cái thông cáo về sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Phật giáo, nhà hoạt động vì hòa bình và người sáng lập truyền thống Làng Mai. Bà Marie Damour, đại biện lâm thời phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2022. Thay mặt phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Phật giáo, nhà hoạt động vì hòa bình, nhà sáng lập truyền thống Làng Mai. Trong hơn 60 năm qua, Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một người thầy, nhà lãnh đạo tinh thần được yêu mến và là nhà hoạt động không mệt mỏi vì hòa bình cho đất nước của mình và trên khắp thế giới. Những lời giảng dạy của ông, đặc biệt là về việc đưa chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày, đã làm phong phú thêm cuộc sống của rất nhiều người Mỹ. Quan chức Hoa Kỳ, trong đó có trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Ristenping đã vinh dự được gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lòng từ bi và sự tâm huyết của ông đối với đa nguyên tôn giáo đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những người ông từng gặp. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được nhớ đến như là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Thông qua những lời dạy và tác phẩm văn chương của ông, di sản của ông sẽ còn lưu truyền mãi cho thế hệ mai sau.
Và sau đây thì chúng ta cùng đến với tác giả Huỳnh Hậu với bài viết là Học giả, thiền sư đáng kính, chấm hỏi. Ông Thích Chất Hạnh vừa qua đời và có khá nhiều bài viết bày tỏ niềm tiếc thương, ca ngợi công đức của ông lúc sinh thời. Người thì cho rằng Phật giáo Việt Nam vừa mất đi một thiền sư trí tuệ kiệt xuất, kẻ thì cho rằng nhờ ông Thích Nhất Hạnh mà tin rằng trên đời còn có sự bất tử. Đại khái toàn là những lời có cánh, nếu hương hồn ông Thích Nhất Hạnh mà nghe được chắc cũng khoái. Người Việt mình ưa chủ trương, nghĩa tử, nghĩa tận, dù cho lúc sinh thời một cá nhân có làm điều tầm bậy, thì khi qua đời rồi người ta cũng xí xóa, không nhắc tới nữa. Điều đó cũng tốt, nêu lên được cái tầm rộng lượng của con người nên có. Không nhắc tới nữa thì ok, nhưng mà ca ngợi một tên tội phạm bằng những lời có cánh thì chỉ có những thằng trí não có vấn đề hoặc bị tâm thần phân liệt mới xử sự như thế. Cá nhân tôi mãi mãi không quên được những gì mà ông Thích Nhất Hạnh đã làm khi mà quân dân miền Nam Việt Nam đang gồng mình chiến đấu chống lại dã tâm xâm lược thô bạo của Tập đoàn Cộng sản Hà Nội. Những ai từng trưởng thành trong thời chiến tranh Việt Nam đều biết rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể là khối Ấn Quang, là những thành phần nối giáo cho giặc. Ba ông Thích nổi bật vào lúc đó là Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh và Thích Đôn Hậu. Trong ba ông Thích này, theo cái nhìn của tôi, Thích Nhất Hạnh là một kẻ nguy hiểm bậc nhất đối với nỗ lực chống cộng của quân dân miền Nam Việt Nam. Thích Trí Quang quậy cho nền trị an của Việt Nam Cộng Hòa nát bét bằng cách sách động thanh niên Phật tử, sinh viên, học sinh xuống đường chống chính quyền trong cái gọi là bảo vệ đạo Pháp. Nhưng nói cho cùng, dù sao lực lượng an ninh của Việt Nam Cộng Hòa vẫn kiểm soát được hoạt động của Thích Trí Quang trong tầm tay. Thích Đôn Hậu nối giáo cho giặc khi trực tiếp tham gia vào lực lượng Cộng sản xâm chiếm thành phố Huế vào đầu xuân Mậu Thân 1968, mà kết quả thê thảm là hơn 5.000 người dân Huế vô tội bị lũ Cộng sản và tay sai như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, v.v. sát hại một cách dã man bằng những phương tiện còn tệ hơn cả thời Trung Cổ. Thích Trí Quang và Thích Đôn Hậu là những con bài ngửa. Địch ta rõ ràng dễ đối phó hơn rất nhiều so với Thích Nhất Hạnh. Bằng văn tài và khả năng ảnh hưởng giới trẻ, Thích Nhất Hạnh đưa quan niệm thiên tả vào trong những bài thuyết giảng hay trong những tác phẩm văn học một cách khéo léo. Thích Nhất Hạnh núp lùm, ăn hạt gạo của miền Nam Việt Nam, nhưng lòng dạ thì hướng về bên kia vĩ tuyến 17 và tự nguyện làm cán bộ tuyên truyền ngoại vận cho Hà Nội. Năm 1966, Thích Nhất Hạnh ra ngoại quốc trong chuyến đi gọi là vận động hòa bình cho Việt Nam. Tại Mỹ, Thích Nhất Hạnh rất nổi tiếng là một tiếng nói phản chiến và quen thân với Martin Luther King, John Kerry, Jane Fonda, v.v. Toàn là những nhân vật mà Võ Nguyên Giáp tuyên bố rằng không có những người như là John Kerry, Thích Nhất Hạnh, Jane Fonda thì miền Bắc không thể chiến thắng miền Nam. Chống chiến tranh là điều tốt, vì chiến tranh mang lại sự đau thương, mất mát, chia lìa cho người dân cả nước. Có thể nói không sợ lầm rằng chỉ có thằng lái súng mới khoái chiến tranh, chứ người bình thường ai cũng mong được sống trong thanh bình êm ả. Nhưng ông Thích Nhất Hạnh chống chiến tranh Việt Nam theo kiểu rất bất lương của ông. Ông ta qua Mỹ và tới diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ra sức ca ngợi Hà Nội là lực lượng yêu chuộng hòa bình và đầy thiện chí. Còn Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng hiếu chiến, gây bao tội ác bất nhân. Trong khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Dân Mỹ nhiều người đâu có biết nước Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới. Họ chỉ biết chính phủ họ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa chống cộng và con cháu họ từng ngày hy sinh ở đó. Thế mà họ nghe Thích Nhất Hạnh tuyên bố chính thể Việt Nam Cộng Hòa toàn là hiếu chiến, tham nhũng, sợ chết, v.v. Thử hỏi, người dân Mỹ sẽ nghĩ như thế nào? Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn dựa vào viện trợ của Mỹ để chống cộng. Thế mà Thích Nhất Hạnh đâm một nhát lúc cán như thế, khiến cho quần chúng Mỹ nổi lên chống chính phủ, đòi rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam, chấm dứt chiến tranh. Hay nói khác đi, Thích Nhất Hạnh đã giúp trói tay Việt Nam Cộng Hòa cho thằng Cộng sản Hà Nội khốn kiếp, tha hồ dẫm đạp, giết hại. Sau năm 1975, Thích Nhất Hạnh tưởng bở sẽ được Cộng sản Việt Nam trả công nô tài bọc hậu. Nhưng đối với thằng Cộng sản, Thích Nhất Hạnh chỉ là miếng chanh hết nước, chỉ chờ ngày yên vị trong thùng rác. Sự thật đã chứng minh đúng như thế. Thích Nhất Hạnh là thiền sư minh triết ư, là học giả ư. Xin lỗi bạn nhé, lời thật mất lòng. Trong con mắt của tôi, ông ta chỉ là một tên giả hình với đầu óc cực kỳ tham si, đầy dục vọng. Chẳng những thế, ông ta còn là một tên nói láo có hạn. Năm 1968, khoảng 5.000 người dân thành phố Huế vô tội bị Cộng sản Việt Nam sát hại.
ông Thích Nhất Hạnh không hề tố cáo lũ sát nhân cộng sản một tiếng. Vậy mà năm 2001, ông đăng đàn tại New York tố cáo một cách bịp bợm rằng vào năm 1968-1969, máy bay khu trục Mỹ đã bắn rocket xuống đó. Học giả thiền sư đáng kính của các bạn đó, thật là ngán ngẩm. Đây là một bài chỉ trích về thiền sư Thích Nhất Hạnh của Facebooker có tên là Huỳnh Hậu. Và sau đây thì chúng ta cùng đến với một cái góc nhìn khác của ông Nguyễn Hữu Liêm về thầy Thích Nhất Hạnh. Trong suốt quá trình lịch sử Việt, trên bình diện triết và đạo đức, trí thức Việt chỉ có giao lưu với thế giới Âu Mỹ trên con lộ một chiều. Văn hóa Việt chỉ du nhập và tiếp thu những sản phẩm tư tưởng từ Tây Phương, chứ chưa hề có một nhân vật nào có khả năng khai mở một dòng trí thức từ Việt Nam để đem gieo giống tư duy ra hải ngoại. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, có lẽ là người đầu tiên và duy nhất đã làm được chuyện này. Đó không phải là một đánh giá chủ quan quá cao, mà là một sự thể học thuật khách quan. Hãy đi vào Wikipedia, trong trang từ điển bách khoa trên mạng, gõ tìm Thích Nhất Hạnh để đọc danh sách những cuốn sách bằng Anh ngữ mà Nhất Hạnh là tác giả. Hầu hết các tác phẩm trên đều đã được chuyển ngữ ra các ngôn ngữ lớn trên thế giới. Hãy đi vào các hiệu sách ở Âu Mỹ, trên những kệ sách về tôn giáo và triết học để nhìn thấy hàng loạt sách Nhất Hạnh được trưng bày ngang với tầm nhìn của khách hàng. Hãy đi vào các phòng sách giáo khoa của các đại học ở Hoa Kỳ và Âu Châu để thấy những tác phẩm Nhất Hạnh là các đầu sách bắt buộc phải đọc cho sinh viên về các khoa tâm lý, triết học, tôn giáo và văn hóa. Ở các khoa triết học và tôn giáo tổng hợp Đông Tây, tư tưởng Nhất Hạnh đứng vị trí cao trọng hàng đầu. Có lẽ chỉ đứng đằng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng trong dòng triết học Phật giáo và Á Châu. Hạt giống tư tưởng mà Nhất Hạnh gieo cho khối nhân loại Tây Phương là hai ý niệm từ bi và tỉnh thức. Có thể nói rằng phong trào chánh niệm vốn đang lan tỏa trên nhiều bệnh viện văn hóa và tâm lý hiện nay ở Âu Mỹ được khởi động và phát huy bởi Nhất Hạnh. Đây là một hiện tượng văn hóa không mang nội dung hay hình thái tôn giáo, dù rằng gốc rễ của hai ý niệm về tỉnh thức và từ bi mang nội dung Phật giáo Đại Thừa và truyền thống thiền định Đông Phương. Nhất Hạnh đã khai mở nền móng ý niệm tỉnh thức từ gốc rễ thiền của Đạo Phật qua lăng kính và truyền thống thiền của Việt Nam. Do đó ta có thể nói rằng, tư tưởng và thực hành chánh niệm mà Nhất Hạnh khởi xướng và rao giảng khắp thế giới chính là tư tưởng Việt Nam. Tính ưu việt của tư duy, đạo học và triết học chánh niệm mà Nhất Hạnh truyền bá là khả thể vươn thoát khỏi tư tưởng nhà Phật truyền thống vốn có đã từng mang nhiều sắc thái tôn giáo huyền bí. Nhất Hạnh không những chỉ là một tu sĩ Phật giáo mà là một triết gia tỉnh thức đã thành công trong việc kiến tạo một hệ thống tư tưởng tâm lý học và đạo đức mới. Bằng một hệ quy chiếu và tiêu chuẩn tư duy hiện đại với một thể loại ngôn từ cập nhật mang bản sắc thực nghiệm, tư tưởng Nhất Hạnh đã thẩm thấu sâu sắc vào tâm lý cũng như ý thức của con người Âu Mỹ hiện nay. Chìa khóa thành công của Nhất Hạnh nằm nơi sự khai mở được lớp vỏ huyền bí của ý niệm thiền định và tâm từ bi để chỉ thẳng vào trái tim đạo lý, mà trong đó đức tin thần học nay đã được chuyển hóa và nâng cao thành khả thể, khai sáng cho tri thức và hành động. Khi các thế hệ tri thức trẻ cấp tiến Âu Mỹ từ bỏ tôn giáo truyền thống cha ông, họ đã đi vào một khoảng trống sâu và lớn ở năng lực tinh thần, khi mà triết học Tây Âu nay đã khô cạn hết niềm hứng khởi siêu hình mà chỉ còn lay hoay với phân tích ngôn ngữ, thì Nhất Hạnh đã mang đến cho khối nhân loại đó vốn đang khao khát một đời sống tinh thần, một bát nước chánh niệm đơn giản và tươi mát nhưng không thiếu chiều sâu về bản thể và nhận thức luận. Nhất Hạnh không nhân danh chân lý, không tự cho mình là bậc thầy để trao truyền kiến thức, mà khác đi như là một người đánh khẽ tiếng chuông tỉnh thức. Nhất Hạnh chỉ là một người hướng dẫn cộng đồng nhằm khơi mở một câu chuyện bình dị, bắt đầu một cuộc đối thoại đơn giản. Tất cả đều nhằm nhắc nhở nhân loại rằng mọi sự thật hay ảo tưởng, giác ngộ hay vô minh, tất cả chỉ là hiện thân cho một tầm mức khai sáng nơi trình độ tự ý thức và bản sắc sinh hiện trong chánh niệm của từng cá nhân. Nếu một ngày nào đó bạn đi về một làng quê xa xôi ở miền Trung Việt Nam, bạn có thể sẽ thấy một em bé chăn trâu ngồi trên ngôi mộ vắng giữa cánh đồng trơ trọi, chăm chú đọc Thả một bè lâu của Nhất Hạnh. Hay bạn bước vào một tiệm sách ở góc phố xá đông đúc Hà Nội, hay Đà Nẵng, hay Tokyo, hay Madrid,
bạn sẽ thấy độc giả đang đứng nhìn những bìa sách của Nhất Hạnh, thì bạn nên nhớ rằng, ở cùng thời điểm ấy, trong một căn hộ nhỏ ở Paris hay nơi một ghế đá của công viên Munich hay là trong thư viện Đại học Stanford, California, một sinh viên tâm lý học nào đó đang nghiên cứu về phép lạ của tỉnh thức hay là một phụ nữ trung niên, một nhà giáo đã nghỉ hưu ở San Diego, Mexico City đang đọc và thưởng thức về một bản sắc ý nghĩa của chánh niệm với Universe Standing Our Mind để hiểu về tri thức. Khi đó, bạn sẽ thấy câu chuyện gieo hạt giống tỉnh thức của Nhất Hạnh đã được lan truyền và phổ cập hóa trên thế giới như thế nào. Và cũng lúc ấy, bạn cũng sẽ hiểu tại sao khối nhân loại cấp tiến tiền phong Tây Phương đang đón nhận Nhất Hạnh với vòng tay lớn. Từ Jack Canfield, nhà văn nổi tiếng, đến Jim Jong Kim, nguyên chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đến Mark Benioff, nhà sáng lập công ty Salesforce, là những học trò lừng danh của Nhất Hạnh. Họ không phải là những đệ tử theo truyền thống thầy trò cũ. Họ đến với Nhất Hạnh trong tinh thần tư duy và đạo học duy lý và tỉnh thức. Như bà Elizabeth Gilbert, một nhà văn Mỹ được trích trong Wikipedia tiếng Việt, đã phát biểu về Nhất Hạnh rằng: Nhà sư vĩ đại người Việt Nam, nhà thơ và sứ giả hòa bình, người đàn ông Việt Nam nhỏ nhắn này đã thu hút chúng tôi từng người một vào tĩnh lặng của ông. Hay có lẽ chính xác hơn, nếu nói thầy đã đưa từng người chúng tôi vào trong yên tĩnh chính mình, vào trong an tịnh mà mỗi người chúng tôi vốn đã sở đắc nhưng chưa khám phá hay khẳng định. Khả năng thầy đã phát khởi trạng thái này trong tất cả chúng tôi chỉ bằng sự hiện diện của thầy. Đây là một năng lực thiêng liêng, và đấy là lý do ta tìm đến một sư phụ với hy vọng là công đức của thầy sẽ soi rạng cho ta sự cao quý khuất lấp nơi chính mình. Đến với từng người, từng cá nhân, từng nhóm nhỏ, hay với những khóa giảng cho cả ngàn người, từ hơn nửa thế kỷ qua, Nhất Hạnh đã đi khắp địa cầu, gõ nhẹ từng tiếng chuông, gieo hạt giống tỉnh thức cho nhân loại. Từ nay, lịch sử tư tưởng và triết học Tây Phương và thế giới đã ghi thêm tên một triết gia quen thuộc, một nhà đạo học tiên phong, một con người đến từ Việt Nam, Thích Nhất Hạnh. Quý khán thính giả vui lòng nhấn like, subscribe và nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những clip mới nhất của kênh Nam Dương TV. Chân thành cảm ơn và xin thân ái kính chào tạm biệt.